Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Xác nhận siêu trung vệ đồng ý gia nhập MU. Lộ lý do MU quyết mua đề dòng bằng mọi giá. Ten Hag làm rõ ba tiêu chí tuyển dụng tại MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Xác nhận siêu trung vệ đồng ý gia nhập MU. Cách đấy ít ngày, Tờ The Guardian tiết lộ MU đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Ajax để mua trung vệ Julian Timber. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn độc quyền về Talksport, nhà báo người Hà Lan Marcel van der Kahn tiết lộ rõ hơn về thương vụ này. Tôi hoàn toàn tin rằng MU sẽ chiêu mộ được Timber. Tôi biết cầu thủ này đã nói rằng cậu ấy đang suy nghĩ về việc rời Ajax. Tôi nghĩ Timber đã bày tỏ rõ quyết tâm và sẽ hội ngộ Ten Hag tại MU. Cậu ấy sẽ là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với Ten Hag. Timber, cầu thủ đã ra mắt đội tuyển Hà Lan cách đây một năm, có thể cho hiệu quả ở vị trí trung vệ và cả hậu vệ phải. Mùa trước, trên mọi đấu trường, cầu thủ 21 tuổi này đã ra dân trong 43 trận dưới sự điều hành của huấn luyện viên Ten Hag, giúp Ajax giữ sạch lưới 26 trận. Hậu vệ này cũng ghi được 3 bàn thắng và cung cấp hai đường kiến tạo. Lũng... Lý do MU quyết mua để dòng bằng mọi giá Nhà báo kiêm chuyên gia chuyển nhượng và Briggio Romano mới đây đã tiết lộ cụ thể hơn về quá trình MU theo đuổi Frenkie de Jong của Bắc Gia. Theo Romano, MU sẽ chiêu mộ de Jong bằng mọi giá bởi quỷ đỏ xác định rằng việc ngôi sao Hà Lan cập bến Old Trafford sẽ thay cho lời tuyên bố mới về một kỷ nguyên mới tại đội bóng. MU đang làm việc chăm chỉ để cố gắng ký hợp đồng với Frenkie de Jong. Eric Ten Hag coi de Jong hơn cả một tiền vệ vĩ đại, gần như cầu thủ này sẽ thay cho lời tuyên bố của câu lạc bộ về một kỷ nguyên mới với một cầu thủ có chất lượng xuất sắc và đẳng cấp quốc tế, Romano trong chuyên mục của mình. Barcelona muốn có khoản phí 85 triệu euro để Frenkie Gradi vào mùa hè này. Barcelona cần bán một số cầu thủ để cải thiện tình hình kinh tế của họ. Sẽ không dễ dàng, nhưng MU sẽ không bỏ cuộc. Juventus chốt đề xuất hợp đồng cho Pogba, tờ Daily Mall của Anh đưa tin Juventus đã gửi tới Paul Pogba bản hợp đồng thời hạn 3 năm kèm với mức lương khoảng 135.000 bảng trên tuần. Cầu thủ người Pháp đang kiếm được hơn 200.000 bảng trên tuần tại MU. Vì thế Daily Mall tin rằng Pogba có thể bị những cám dỗ cầm cự trong việc ký hợp đồng với Juve. Phía cầu thủ này và đại diện có thể sẽ chờ đợi đề xuất từ PSG, đội bóng cũng muốn có sự phục thủ của anh. PSG chưa có động thái cụ thể với Ba, họ đang cần chờ xong xuôi việc bổ nhiệm Luis Campos làm giám đốc thể thao thay Leo Nacdo rồi mới tiến hành các hoạt động chuyển nhượng. Ten Hag đã làm rõ ba tiêu chí tuyển dụng tại MU. Erik Ten Hag đã nói với đội tuyển trạch của MU về mẫu cầu thủ chính xác mà ông muốn có trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Quy đỏ hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong những tuần tới. Paul Pogba, Jesse Lingard Lee Grant và Ryan Matta đã xác nhận ra đi. Sau đó có lẽ sẽ đến lượt Nemanja Matic, Vizon, Eric Bailey. Tân huấn luyện viên Ten Hag dĩ nhiên sẽ nhắm đến nhiều tân minh chất lượng để đưa về nhằm giúp quỷ đỏ trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cần nhớ rằng, Man U đã không giành được danh hiệu nào kể từ thành công Europa League vào năm 2017 và họ đã đứng thứ giáo ở ngoại hạng Anh mùa này với tổng số điểm thấp nhất của họ kể từ năm 1989-1980. Theo giờ The Telegraph, Ten Hag, người đang khao khát thành công ở Old Trafford, muốn biết liệu các mục tiêu chuyển nhượng có thể vượt trội so với đối thủ hay không, cụ thể là chạy nhiều hơn, kỹ thuật tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Theo đó, những cầu thủ không phù hợp với tiêu chí cụ thể này sẽ không được vị chiến lược gia người Hà Lan ký hợp đồng. Theo báo cáo của The Tham Ten Hag sẽ có khoảng 120 triệu bảng để chi tiêu vào mùa hè này, con số đó có thể tăng lên tới 200 triệu bảng từ tiền bán các cầu thủ. Người tiền nhiệm của Ten Hag, Rav Rangnick, gợi ý rằng MU sẽ cần mang đến 10 cầu thủ mới vào mùa hè này để củng cố đội hình thất bại của họ. Tuy nhiên, Ten Hag sẽ làm mọi thứ từng bước một. Tôi vẫn đang trong quá trình phân tích để đưa ra kết luận. Tôi rất mong được làm việc với những cầu thủ này. Mùa trước đội bóng này đứng thứ hai tại ngoại hạng Anh. Vì vậy, tiềm năng là rất lớn. Tôi nghĩ nếu chúng tôi cải thiện, nếu chúng tôi có thể làm việc với họ, tôi nghĩ chúng tôi có thể phát huy được nhiều hơn so với kết quả từ mùa giải này. Vì cựu huấn luyện viên Ajax nói thêm, những gì chúng tôi đang làm đầu tiên là xây dựng nhân sự, xây dựng đội hình và xây dựng một kế hoạch tốt. Đầu tiên là kế hoạch trước mùa giải mà chúng tôi đang thực hiện, tuyển dụng là một phần quan trọng. Thật sự thì việc chuyển nhượng của MU kể từ khi Sir Alex ra đi vào mùa hè năm 2013 đã kém cỏi hơn nhiều. Họ đã chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng trong 9 năm qua nhưng chỉ giành được 3 danh hiệu lớn, FA Cup, League Cup và Europa League. Một số bản hợp đồng đắt giá của đội chủ dân Old Trafford đều không một ai là quá thành công cả. Huyền thoại Gary Neville cũng đã sớm chỉ ra vấn đề của Man U trong nhiều năm qua, không có sự nhất quán, chiến lược đằng sau việc tuyển dụng. Bạn có 3 hoặc 4 huấn luyện viên khác nhau và phong cách các cầu thủ khác nhau trong cùng một đội hình. Cuộc 3 và bài học nhớ đời của MU. Sau cùng thì điều gì đến cũng phải đến, những lời đồn đoán dọc ngang truyền thông châu Âu về Pol Pogba đã tới hồi kết. MU và Pogba chính thức đường ai nấy đi sau khoảng thời gian 6 năm vui ít buồn nhiều. Đây cũng là lần thứ hai tiền vệ này ra đi mà quỷ đỏ không hề thu về bất cứ một bảng nào. Tính ra đội chủ sân Old Trafford đã mất cả đống tiền để giúp anh về, đãi ngộ hậu hĩnh và giờ thì cay đắng nói lời chia tay. Thời điểm MU liên hệ với Juventus để ấp ủ một phi vụ chuyển nhượng đình đám, có lẽ ban lãnh đạo đội bóng đã không suy tính một cách thật sự kỹ càng. Có lẽ khi ấy người Unitus còn nhìn thấy Pogba như là một cái tên sáng giá về mặt tài năng đang được cả châu Âu săn đón. Đúng khi ấy MU cũng cần một tiền vệ có thể giải quyết được khâu sáng tạo của đội bóng và đóng vai trò như một hạt nhân mới trong đội, và thế là quỷ đỏ xách tiền sang Turin để đàm phán. Không lâu sau đó, cụm từ Bóc xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, báo giới Anh Quốc như phát sốt trước thông tin quỷ đỏ chi tiền kỷ lục để mang người cũ trở lại sân Old Trafford. Trên Twitter, các nhà báo đưa tin chuyển nhượng hoạt động hết công suất và cho tới khi Romano đang đàn xác nhận thương vụ đã đóng hầm, các cổ động viên của MU ăn mừng như thể họ vừa vô địch một giải đấu. Người hâm mộ MU có lý do để phấn khích, bởi vì đội bóng của họ đã có trong tay một trong những tiền vệ tài năng nhất thế giới. Sự trở lại của cầu thủ người Pháp sau những gì đã phô diễn tại Juventus là đủ để các cổ động viên kỳ vọng về một sự trở lại của quỷ đỏ sau vương triều hùng cường của Sialek. Ngày Pogba chính thức ra mắt MU và chạy lại những bước chân thoan thoắt trên sân Old Trafford, người ta càng củng cố hơn niềm tin đã gây dựng từ trước đó. Ấy thế nhưng, như một điều gì đó không thể lý giải, Pogba đã không thể hòa nhập một cách trọn vẹn với MU. Cầu thủ người Pháp vấp phải những sự lấn cấn cả về mặt chuyên môn lẫn phòng thay đồ, những gì tiếp nối sau đó là 6 năm đầy thất vọng, dẫu rằng không ít thời gian Pogba khiến người hâm mộ phát cuồng về những màn trình diễn siêu hạng. Về mặt chuyên môn, MU mang về một tiền vệ đẳng cấp thế giới và rồi dồn hết trọng trách lên vai của cầu thủ này. Ở Juventus, Pogba có những bệ đỡ sau lưng để thoải mái thi triển khả năng sáng tạo của mình, nhưng ở Old Trafford, anh phải tự mình làm hết thảy mọi chuyện. Ở Juventus, Pogba dù có đỏng đảnh cá tính tới đâu cũng chẳng thể nào vượt mặt những người đàn anh lớn có tiếng nói trong phòng thay đồ. Thế nhưng ở MU, anh là cầu thủ đắt giá nhất, hưởng lương cao nhất, trở về như một người cứu rỗi và những cá tính xưa cũ nhanh chóng được bộc phát. Các cầu thủ MU vốn đã không có được một người thủ lĩnh, đội trưởng thực sự bản lĩnh kể từ sau Sir Alex nghỉ hưu, nay lại càng thêm những rối loạn ngầm khi Pogba trở lại. Phải thừa nhận sự thật rằng, tài năng và đẳng cấp của Pogba là không thể bàn cãi. Thế nhưng, cầu thủ này tới MU trong một thời điểm mà cả MU lẫn Anh đều chưa thực sự sẵn sàng cho một sự tái hợp viên mãn. Quỷ đọc vạch ra chân chơi nhưng lúng túng trong cách thể hiện, còn Pogba, dù muốn dù không cũng chẳng thể chơi được thứ bóng đá tốt nhất của mình ở một nơi mà tiềm chứa đầy rẫy những sự bất ổn. Mà U đã đặt Pogba lên quá cao với một mức phí kỷ lục, một mức lương kỷ lục và cả những sự kỳ vọng kỷ lục nữa. Thế nhưng, có lẽ Pogba mãi mãi không thể trở thành siêu sao hay biểu tượng của Old Trafford. Có thể trong màu áo của Juventus hay đội tuyển Pháp, cầu thủ này đã từng khiến cả thế giới phát cuồng hay đúng hơn là ở những nơi đó, anh là một phần quan trọng trong cách vận hành và được đặt đúng nơi để có thể tỏa sáng. Còn đối với MU thì điều đó bằng không. Có lẽ sau sự ra đi lần này của Park Ba và những cú tát từ cái deal 89 triệu bằng, MU sẽ rút ra cho mình một bài học đắt giá. Đã tới lúc quỷ đỏ thôi kỳ vọng và đặt hết thảy mọi trách nhiệm lẫn kỳ vọng lên vai của bất kỳ ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.